Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mito Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi đã tổng hợp rất nhiều những tình huống và những pha đẹp ngắt ngay từ những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mito Zero và thường xuyên nhé. Và sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay hãy like, share và subscribe channel của chúng mình nhé. Xin chào. Bí mật ít người biết về tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Cái tên Nguyễn Quang Hải không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá nước nhà, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ một hai trận, Quang Hải liên tục xuất hiện trong các trận đấu quan trọng và đã thực sự khẳng định được đẳng cấp trên sút qua rất nhiều lần ghi bàn. Nhưng đằng sau ánh hào quang trên sân cỏ là rất nhiều câu chuyện mà không phải ai cũng biết về cầu thủ sinh năm 1997. Bước chạy, cú sút đầu tiên trên sân bóng làng. Ngôi nhà của Quang Hải ngập tràn tiếng cười, tiếng chúc tụng mỗi khi anh cùng tuyển Việt Nam mang về chiến thắng cho Tổ quốc. Bố mẹ anh hạnh phúc trong vòng tay của người thân và bạn bè, làng xóm cũng kéo đến chia vui cùng gia đình anh. Ai cũng hô vang câu Việt Nam chiến thắng, Quang Hải chiến thắng để bày tỏ niềm tự hào khi quê hương mình có một người hùng. Mặc dù luôn bận rộn nhưng bố mẹ tiền vệ Quang Hải vẫn dành thời gian để chia sẻ với mọi người về cậu con trai út sinh năm 1997 của mình. Ông Nguyễn Quang Thuần, bố tiền vệ Quang Hải tâm sự: Từ bé, lúc mới lẩm chẩm tập đi, Quang Hải đã mê trái bóng rồi. Tôi nhớ lần mình mua một trái bóng nhựa cho con chơi, dù chưa đi vững nhưng con đã ôm khư khư trái bóng cả ngày. Nhà tôi nằm ở cuối làng, sau khi kết hôn, vợ chồng tôi mới chuyển ra ngoài này sống theo diện đất giản dân. Đối diện với nhà là sân bóng của thôn, lớn hơn một chút tầm 5-6 tuổi, hễ các anh đá bóng là con chạy ra đòi chơi cùng. Thấy bóng dáng Hải lúc đó bé lóc choắc, gầy gò, các anh lớn sợ đá vào người em nên không dám cho chơi. Nhưng sau Hải đòi dữ quá, các anh mới cho vào sân. Cứ như vậy, sân bóng đó đã gắn bó với Hải cả thời thơ ấu. Chứng kiến những cú sút đầu tiên của con, đôi mắt rưng rưng, bà nói: Ngày xưa hai vợ chồng tôi nghèo lắm, kinh tế khó khăn, quanh năm làm ruộng, chỉ quẩn quanh trong làng, có bao giờ nghĩ đến việc con làm cầu thủ bóng đá đâu. Thấy Hải thích đá bóng, hay tụ tập bạn bè ở sân, có hôm quên cả học bài, tôi gọi về dọa: Con không lo học, mẹ không cho ra sân bóng nữa. Con im lặng vào nhà ngồi khóc. Mấy hôm sau đi học về, Hải bảo: Mẹ ơi, con học giỏi, mẹ mua cho con trai chơi bóng da nhé. Nghe nói vậy, nước mắt tôi trực trào ra, phải quay đi để con khỏi thấy. Vì lúc đó hoàn cảnh thiếu thốn, ăn còn lo từng bữa thì lấy tiền đâu ra mà mua bóng da cho con. Nhưng tôi vẫn động viên, con học ngoan, mẹ sẽ dành 2 ngày công làm thuê mua cho con. Từ hôm đó, tuyệt nhiên Hải không nhắc đến việc mua bóng da nữa. Có lẽ con sợ tôi phải vất vả. Từ nhỏ, con kiệm lời và chững chạc lắm, chỉ cần làm gì khiến mẹ buồn, con sẽ thôi luôn không nghịch nữa. Vẫn theo lời mẹ tiền vệ Quang Hải, gia đình vốn làm nông, việc anh được các thầy tuyển chọn lên trung tâm huấn luyện là đều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Quyết định để con rời xa gia đình, xa vòng tay bố mẹ năm ấy không hề dễ dàng. Ở tuổi lên 9, ăn chưa no, lo chưa tới, người con đen nhẽm, bé tí như cái kẹo, tôi sợ con không có bố mẹ ở bên quan tâm, chăm sóc sẽ thiệt thòi, tủi thân. Mấy hôm tôi liền thức trắng đêm để suy nghĩ, cân nhắc, bữa cơm tôi bảo, hay thôi ở nhà với mẹ, lên đấy rồi ai chăm con. Hải buông vội bắp cơm nói, con sẽ tự chăm cho mình được, mẹ cho con đi nhé. Tôi chưa trả lời, con nhất định không ăn cơm. Trước sự quyết tâm của con, hai vợ chồng tôi đồng ý cho con lên trung tâm huấn luyện. Cú sốc lớn trong đời. Từ làng quê nghèo, Quang Hải chính thức được đặt những bước chân đầu tiên vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Đó là năm 2007, anh được thầy Vũ Minh Hoàng, huấn luyện viên của Lò Đào Tạo Trẻ Hà Nội phát hiện và tuyển chọn. Nhận thấy tố chất đặc biệt của Quang Hải, thương hoàn cảnh của học trò nghèo hiếu học, thầy Vũ Minh Hoàng không những chỉ dạy mà còn nhận Hải làm con nuôi, quan tâm, lo lắng Hải như con ruột. Những lúc Quang Hải buồn vì nhớ bố mẹ, yếu lòng sau buổi tập luyện khắc khe, căng thẳng, thầy Vũ Minh Hoàng đã động viên, an ủi, tiếp thêm niềm tin cho Quang Hải yên tâm tập luyện. Tuy nhiên, cách đây khoảng 6 năm khi Hải bắt đầu gặt hái những thành tích ở giải U17, U19, U21 quốc gia. Cha nuôi của Hải, ông Vũ Minh Hoàng qua đời sau một tai nạn rất đáng tiếc. Đây là một cú sốc trời giáng đối với Quang Hải. Anh đau đớn vì mất đi người thầy, người cha nuôi đáng kính, chỗ dựa lớn về tinh thần và niềm tin của mình. Vừa qua nỗi đau, Quang Hải rèn giũa bản thân, tập luyện thật tốt để báo đáp sự kỳ vọng của cha nuôi dành cho anh. Kể từ ngày ấy, Quang Hải luôn nhớ về người cha nuôi mỗi khi anh ghi bàn thắng quan trọng. Ở trên đó, con tin rằng người sẽ tự hào lắm, con sẽ tiếp tục chăm chỉ. Quang Hải chia sẻ trên trang cá nhân, tưởng nhớ về cha nuôi Vũ Minh Hoàng. Sau khi cha nuôi qua đời, cựu tuyển thủ Vũ Minh Hiếu, anh ruột của Vũ Minh Hoàng đã thay em trai nhận Hải làm con nuôi. Có thể nói, bóng đá đã cho Quang Hải tất cả, tiền tài, danh vọng, nhưng điều đó không tự nhiên mà đến. Nó đã được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng nỗi đau và cả máu. Mẹ Quang Hải nói thêm, Quang Hải chưa bao giờ tự mãn với bản thân.
Tôi vẫn nhắc con sau mỗi chiến thắng là phải nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa. Nếu con ngủ quên trong chiến thắng, những gì ngày hôm qua con đạt được sẽ sụp đổ. Khi bắt đầu có những thành công nhất định làm ra tiền, nhưng tiền vệ Quang Hải sống rất tiết kiệm cho bản thân. Tuy nhiên, về thăm nhà lần nào anh cũng mua thuốc bổ cho bố mẹ. Hằng ngày, Quang Hải đều gọi điện cho bố mẹ, hỏi thăm xem bố mẹ ăn cơm trưa, sức khỏe ra sao. Cứng rắn trên sân bóng, tình cảm trong gia đình. Trong trận bán kết U23 châu Á, tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua tuyển U23 Qatar trên chấm phạt đền với tổng tỷ số là 4-3 để bước vào trận chung kết. Đây chính là chiến thắng lịch sử của tuyển U23 Việt Nam, lần đầu tiên chúng ta góp mặt tại trận đấu cuối cùng của giải U23 châu lục. Một trong những người hùng của tuyển U23 Việt Nam, không ai khác chính là cầu thủ Nguyễn Quang Hải, người đã ghi hai bàn thắng quan trọng trong 90 phút thi đấu chính thức. Tại quê nhà Quang Hải, thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội, rất đông hàng xóm người hâm mộ từ nhiều nơi đổ về gửi lời chúc mừng đến gia đình và ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Chia sẻ về cơ duyên đến với bóng đá của cậu con trai, ông Nguyễn Quang Thuần, sinh năm 1971, bố của Quang Hải cho hay, tại thôn Đường Nhạn, nơi ông đang sinh sống, giải phong trào bóng đá ở thôn rất mạnh. Do nhà nằm sát với sân vận động thôn, sau các giải thì đồ đạc và bóng đá được gửi nhờ tại gia đình, nên ngay từ bé, Quang Hải đã có cơ hội tiếp xúc với trái bóng. Năm 7 tuổi, Quang Hải cùng anh trai ruột là Quang Phong đã thi đấu với nhau tại các giải phong trào. Nhờ hai anh em Phong Hải mà thôn Đường Nhạn luôn được đánh giá là ứng cử viên vô địch và có giai đoạn đã vô địch 5 năm liền. Sau khi tham gia các giải phong trào của địa phương, của các trường học thì Quang Hải đã được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao. Vào năm 2006, khi Quang Hải lên 9 tuổi, độ tuổi vẫn còn quá nhỏ nhưng anh đã sinh gia đình, cho đi theo bóng đá chuyên nghiệp. Dù sợ con vất vả, nhưng trước sự bản lĩnh và ham mê chơi bóng của con, gia đình đã đồng ý và Quang Hải đã gia nhập đội trẻ Hà Nội TNT. Những ngày đầu tiên khi Hải gọi điện về, Hải nói giọng nghẹn ngào gần như là mếu khóc vì nhớ gia đình. Nhưng khi gia đình hỏi có nhớ nhà không thì Hải lại trả lời là con không nhớ nhà vì chỉ sợ bố mẹ không cho đi đá bóng. Ông Thuần nghẹn ngào. Về tính cách của Quang Hải, ông Thuần cho hay Hải là một người sống rất tình cảm. Dù là con trai nhưng Hải rất hay thổ lộ tình cảm với bố mẹ. Do điều kiện tập luyện và thi đấu liên tục nên Hải ít về thăm nhà. Nhưng mỗi lần về lại mua quà và đi thăm ông bà nội ngoại, hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh. Anh trai ruột Nguyễn Quang Phong cho hay, từ bé, hai anh em rất hay đá bóng chung với nhau. Quang Hải tuy nhỏ bé, nhưng lại có cách đá rất hay. Khi tham gia các giải phong trào của thôn, duy nhất chỉ có Hải là nhỏ tuổi nhất, nhỏ hơn 3 tuổi so với các anh. Tuy nhiên, Hải luôn được coi là chân đá chính của đội, với chiếc chân trái khéo léo và lối đá kỹ thuật, Phong chia sẻ. Có một người mẹ nuôi. Ít ai biết rằng, ngoài bà Dương Thị Cúc, mẹ ruột, thì Quang Hải còn có một người mẹ nuôi là bà Vũ Thu Trang, Hà Nội. Bà Trang là vợ của ông Vũ Minh Hoàng đã mất, người thầy đầu tiên đưa Quang Hải đến với bóng đá chuyên nghiệp. Ngay sau khi hay tin, Quang Hải tỏa sáng trong trận đấu với U23 Qatar, bà Trang cũng đã về nhà Quang Hải ở Đông Anh, Hà Nội để chung vui với gia đình. Chia sẻ về Quang Hải, bà Trang nói, Hải là một người rất khiêm tốn và tự giác. Năm 2007, khi được thầy Hoàng nhận làm con nuôi do xa gia đình, nên cuối mỗi tuần, Hải lại được thầy đón về. Ở lứa tuổi của Hải, các bạn đều muốn chơi điện tử, nhưng Hải nhường lại cho các bạn và thu mình vào một góc để đọc truyện tranh. Ông vua của các giải trẻ. Đến nhà Quang Hải, điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi đó chính là tủ huy chương được đặt ở vị trí giữa nhà. Rất nhiều các loại huy chương, bằng khen thưởng, cúp mà Quang Hải đã giành được trong những năm qua. Sau nhiều năm mài dũa ở đội trẻ Hà Nội TNT, Quang Hải đã tỏa sáng liên tục ở tuổi 16, 17, anh đã được nhận danh xưng ông vua các giải trẻ. Vào năm 2013, Quang Hải giành chức vô địch U21 quốc gia. Năm 2013, cùng với đội trẻ Hà Nội TNT, nay là Hà Nội FC, anh chính là cầu thủ đầu tiên giành được danh hiệu vô địch U21 quốc gia ở tuổi 16. Chỉ một năm sau, Quang Hải đeo băng thủ quân của U19 Hà Nội TNT và giành liên tiếp hai danh hiệu cá nhân, cầu thủ xuất sắc nhất giải tại U17 quốc gia và U19 quốc gia, đồng thời ẵm luôn cả hai danh hiệu vô địch. Năm 2015, Quang Hải cùng các đồng đội lại một lần nữa giành chức vô địch U21 quốc gia. Năm 2016, Quang Hải tiếp tục có hai chức vô địch U19 quốc gia và U21 quốc gia. Ở hai trận chung kết, anh đều giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Giai đoạn 2013-2016, Quang Hải là ông vua trong số những cầu thủ đồng trang lứa và danh hiệu và khiến cả những đàn anh cũng phải dành lời khen thưởng.
hãy chia sẻ cho chúng tôi suy nghĩ của bạn về cầu thủ trẻ đầy tài năng bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh để đón xem video mới nhất đến từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!